Hi, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại ha. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách làm sao để tùy biến giao diện WordPress. Thì cái video này nó sẽ phù hợp cho những bạn mà đã có blog rồi nhưng mà không biết làm sao để chỉnh sửa cho website chúng ta nó đẹp hơn. Giả sử như blog Emodex của mình, lúc đầu mình mới làm á, bằng WordPress á, thì nó cũng rất là xấu. Thì sau một thời gian học HTML, CSS mình có kinh nghiệm thì mình có thể tự customize lại. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mà đã có website WordPress ha, thì để customize lại cái giao diện. Thì đầu tiên á, chúng ta cần phải cài đặt một cái plugin. Thì những bạn cài đặt WordPress thì các bạn sẽ có kinh nghiệm cài đặt plugin thôi, cái này mình không nói thêm nữa. Các bạn bấm vào plugin, bấm add new ha. Ở đây các bạn sẽ search một cái plugin có tên là custom css như thế này. Custom css như thế này. Rồi nó sẽ ra một cái là symbol custom css and javascript js này, các bạn bấm cài đặt ha, install now. Sau đó nó hiện lên cái màu xanh là sẽ bấm active thôi. Thì nếu mà các bạn dùng WordPress thì chắc chắn những cái vấn đề này rất là đơn giản với các bạn rồi, không có gì cả. Sau khi các bạn cài xong ha thì các bạn vào đây. Nó sẽ ra rất là nhiều, thì các bạn có thể tạo thêm một file mới bằng việc là bấm vào add custom css ha, như thế này đó. Ở đây mình sẽ làm cái ví dụ, mình sẽ đặt là example đi đó, và chúng ta sẽ code vào trong này đó, chúng ta sẽ code vào đây ha. Ở đây các bạn có thể lựa chọn internal, có nghĩa là nó sẽ tạo ra css ở trên cái cặp thẻ style á, ở trên cái thẻ head mà mình đã hướng dẫn á ha. Còn nếu external nó sẽ tạo ra một cái file mới ở bên ngoài như là cách mà chúng ta đã học á đó. Thì ở đây mình sẽ chọn internal đi ha. Rồi mình sẽ để nó hiển thị ở trên footer, để nó hiển thị ở trên header, tức là ở phía trên đó. Sau đó các bạn bấm publish thì lúc này nó vẫn chưa có tác dụng gì bởi vì các bạn chưa code gì vào đây cả đó, ví dụ như vậy. Rồi ra ngoài thì làm sao để tùy biến ha. Thì để tùy biến thì chúng ta phải bắt buộc á, chúng ta phải biết sử dụng Chrome DevTools. Thì Chrome DevTools nó mình đã chỉ cho các bạn cơ bản rồi. Thì để check một website nào đó, chúng ta sẽ bấm chuột phải và chọn inspect như thế này đó. Giả sử bây giờ mình muốn là đổi những cái chữ này thành màu đỏ chẳng hạn, ví dụ như vậy đi ha. Thì mình sẽ bấm vào đây, đây là thẻ A này. Chúng ta sẽ xem phân tích này, ULLIA. Rồi chúng ta sẽ thêm thử, chúng ta sẽ thêm xem thử là thằng WordPress nè, nó class của nó như thế nào. Nó viết là main navigation ULLIA đó, tức là những cái này là những cái selector mà chúng ta đã học đó. Thì thằng WordPress nó viết như vậy rất là dài, thì làm sao chúng ta đè được nó. Thì chúng ta đã học về độ ưu tiên rồi, thì chúng ta có thể đè nó bằng cách là copy y chang nó luôn ha. Ở đây mình chia sẻ là các bạn có thể copy y chang nó luôn, sau đó copy và dán vào đây đó. Nếu các bạn muốn đổi màu đúng không, mình muốn đổi là color là red đi như thế này, sau đó mình lưu lại thử hay xem được hay không, update ra ngoài, refresh nó không được. Tại sao? Bởi vì ở đây trên này là mình có một cái class là khác nữa, main navigation ULLIA là đâu rồi, đây là nó có thêm cái class là nó có thêm cái thẻ nữa là body. Thì lúc này cái độ ưu tiên của nó là bằng nhau, là chỗ này nè ha, là bằng nhau. Tuy nhiên nó có thêm body thì lúc này nó sẽ cao hơn một tắc nữa đó. Thì làm sao để khắc phục trường hợp này? Nếu các bạn sử dụng important thì cũng được ha, tức là các bạn có thể code là important vào đây. Tuy nhiên code như vậy thì sẽ sau này sửa rất là mệt. Thì để khắc phục vấn đề này, các bạn phân tích cái mạnh nhất ha, cái mạnh nhất là lấy cái này đúng không? Thì nó đang có thẻ body phía trước, thì mình sẽ code y chang luôn, mình sẽ code là body phía trước như thế này, sau đó mình bấm update. Rồi ra ngoài chúng ta sẽ xem thành quả ha. Vẫn chưa được luôn. Tại sao vẫn chưa được? Để reload thêm lần nữa. 82. Để mình xem thử cái code của chúng ta đã chạy hay chưa. Hình như chưa. Hình như nó chưa tiếp body. Mình clear cache thử ha. Vẫn chưa được. Thằng này nó vẫn đè cao hơn. Đấy. Thì có thể là một đoạn code đâu đó nó độ ưu tiên nó cao hơn. Thì làm sao để khắc phục vấn đề này? Chúng ta có thể sửa ở đây luôn ha. Mình có thể thêm cái HTML vào trước luôn như thế này đó. Thì lúc này mình thấy mình thêm cái thẻ HTML vào trước nó là mạnh hơn được rồi, thì nó đẹp rồi. Lúc này nó đẹp rồi thì mình vào đây mình code thôi, HTML đó, lưu lại ha. Rồi sau này mình clear cache đi đó. Lúc này chúng ta sẽ được kết quả như mong đợi ha. Thì đây chỉ là hướng dẫn cơ bản thôi, tức là mình chia sẻ cho các bạn cài plugin gì để custom giao diện WordPress, làm sao để tùy biến giao diện WordPress với lại CSS, sử dụng selector và độ ưu tiên ha.
Thì cái series này mình sẽ làm sau, nhưng mà mình sẽ làm ở trên YouTube, tức là mình sẽ làm series về làm sao để customize cho những cuộc REST đẹp hơn với kiến thức đã học về HTML và CSS của khóa học này ha. Thì khi nào ra mình sẽ thông báo cho các bạn và các bạn sẽ biết được cái series đó ở đâu trên YouTube, thì các bạn sẽ theo dõi và có thể tùy biến được website của các bạn đẹp như blog của mình và thậm chí hơn nữa. Ok, trong video này mình chia sẻ tới đây thôi ha. Hy vọng nó sẽ có ích cho các bạn và các bạn sẽ đón chờ cái series mà customize giao diện cuộc REST sau này của mình trên YouTube ha. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.